các bạn đã trở lại với kênh Newbie Coin, kênh dẫn kiếm tiền iRobot hàng đầu tại Việt Nam. Nếu các bạn còn chưa ký kênh thì bạn nhớ vào nút subscribe để các bạn đăng ký cập nhật liên tục tản mới nhất và mình thường xuyên chia sẻ trên kênh. Trong video hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cách tích hợp mạng XDAI Chain trên nền tảng MetaMask. Để tích hợp mạng thì các thao tác hết sức đơn giản giống như mọi khi chúng ta tích hợp. Đó là các bạn sẽ mở rộng cái giao diện Expand View ở trên MetaMask ra. Sau khi mở rộng thì các bạn ấn vào phần custom RPC. Đấy, ấn vào góc phía trên này, nằm lại này, chọn vào custom RPC. Bây giờ các bạn sẽ lần lượt đến các thông số network name, new RPC, chain ID, currency symbol, blockchain, Apollo. Đấy, chúng ta có thể thấy cái thông số mình đã thống kê ở đây sẵn cho anh em, ở phía dưới phần mô tả video các bạn cũng có thể tìm thấy cái thông số này. Chúng ta điền các thông số này vào, sau đó các bạn nút set cho mình nhá. Điền đầy đủ các thông số này vào và nút set. Thế là xong thôi nhá. Các thông số thì có hết ở phía dưới phần mô tả video để các bạn có thể dễ dàng add vào được. Sau khi chúng ta add xong thì các bạn sẽ thấy là đây chính là cái giao diện ở trên MetaMask sau khi đã add xong. Các bạn mở trên này thì cũng có thể thấy rất là rõ ở đây. Thế thì ở trong cái mạng này ấy, chúng ta sẽ dùng token XDAI là token mạng, token chính nhá. Đấy, thì đối với XDAI này các bạn có thể mua ở trên sàn Ascendet. Chúng ta có thể lên sàn Ascendet, chúng ta mua và rút ra. Đấy, ví dụ như ở đây này, token token này, chúng ta sẽ ấn vào phần Cash Asset. Đấy. Trong phần này thì các bạn có thể tìm thấy cái token có tên là XDAI ở đây. Đấy. Và token XDAI trên này thì địa chỉ ví hoàn toàn là XDAI đây. Đây là chỉ ví nạp lên này. Sau này các bạn swap có thể là swap nạp lên với cái ví XDAI này. Và người ta rút tiền thì sẽ rút với ví XDAI này. Chính là cái con XDAI ở trên ví MetaMask chúng ta. Đó, nhớ chọn mạng network là XDAI. Đấy, dán địa chỉ vào đây. Ví dụ ở đây mình phí như là không luôn, phí free luôn anh em ạ. Đấy. Chúng ta có thể rút XDAI từ sàn Ascendet về. Đó, và XDAI sẽ dùng để trả phí. XDAI thì rất là rẻ thôi. Đấy. XDAI sẽ dùng trả phí cho các cái giao dịch ở trên nền tảng XDAI này. Ok, như vậy là mình đã hoàn thành xong video hướng dẫn các bạn cách tích hợp mạng XDAI trên MetaMask. Bây giờ thì mình sẽ chia sẻ với anh em video hướng dẫn. Cảm ơn anh em theo dõi video. Xin chào các bạn. Video tiếp theo.